Chào anh ơi, ba của Bibi. Em là Khánh đây. Chìa khóa đâu nhỉ? Đi đâu đây? Hả? Ba lấy chìa khóa. Bi ơi, đi đâu đây? Bi ơi, đi đây con. Làm gì đấy? Lấy ba lô làm gì? Ông già Noel kìa Bi. Già Noel, cái thông này. Ba lựa chứ. Chào anh ơi, ba của Bibi. Em là Khánh đây. Rất là cảm ơn hôm qua anh video em để em có thể coi Bibi. Yeah. Một cái cũng biết là anh ở bên đó cũng khỏe thì rất là cảm ơn anh nhiều. Hồi nãy em cũng có gỡ mấy cái hình của cái cây mà Christmas tree á, với mấy cái sofa. Nãy lại là em đến là ở bên Mỹ này mua. Hello everyone. Tôi có nhận được một cái món quà từ một chị G Taylor Ho Giang. Chị ấy tên Việt Nam thân Khanh. Chị đấy đang sống ở Los Angeles. Thì chị có gửi một món quà, nhờ tôi mua món quà đấy cho Bibi là một cây thông Noel đấy và một cây ghế sofa. Thế thì hiện tại xế sofa thì bố đã đặt rồi, nhưng còn cây thông Noel thì hôm nay bố và Bibi sẽ đi mua một cây thông Noel, một món quà của một người chị từ Los Angeles, Mỹ gửi tặng Bibi. Thì ngay lúc này hai bố con sẽ tiến hành đi mua cây thông Noel theo chị G Taylor Ozang, chị ấy tên Việt Nam là tên Khanh nhé. Thì luôn tiện đây thì Bibi và bố xin gửi lời cảm ơn tới chị và cảm ơn tất cả những món quà Giáng sinh của tất cả các bạn đã dành tặng cho Bibi và gia đình tôi. Chúc các bạn đón một Giáng sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe. Sau đây bố và Bibi đi mua nhà. Hai bố con mình đi mua đi. Đi ngồi đây để ba đấy nào. Đi ngồi đây nhé. Chìa khóa đâu đi nhỉ? Đi đâu đây? Hả? Ba lấy chìa khóa. Bi ơi, đi đâu đây? Bi ơi, đi đây con. Làm gì đấy? Lấy ba lô làm gì? Đi đây nào. Này, đây ba, đi đây. Nào, đây, cần mặc ba lô à? Để ba mặc kìa. Ôi dồi ôi, này kìa. Lấy ba lô đi chứ. Ba biết rồi, đi đến làm ba con mình đi mua cái thông Noel lấy ba lô nhỉ. Trong ba lô có nhiều tiền không? Ui, nhiều tiền thế nhỉ. Rồi ba biết rồi. Rồi, ba mặc cái nào. Ba chân đẹp nè. Đi trước nè. Đẹp đó. Hả? Đi đó. Đi. Ủa? Đi đó. Từ từ đợi ba với, ba đi giày đó. Bụi thế. Ok nhỉ. Ba phải đi xe. Vừa nha, một cây thông Noel nhá. Rồi, chết rồi. Một cây thông Noel cho Bi nhá. Để mình mua thông nhá. Đi nhá. Rồi, ba biết rồi. Để ba thắp lên toàn hoàng Bi này. Đó, thắp lên toàn hoàng nhá. Rồi, đi nhá. Rồi, ok. Rồi.
Ừ, được rồi, ba hiểu rồi. Để hai ba con mình đi mua cây thông nhá. Mua cây thông Noel, cây thông Merry Christmas. Ông già Noel kìa, đi già Noel cây thông này. Hello everyone, hiện tại thì bố và Bibi đi đang ở nhà thờ, thì hôm nay bố và Bibi sẽ đi mua cây thông Noel. Đấy, hôm tới thì bố hoặc là mẹ sẽ cho Bibi ra đây chơi nhá, ra chơi ngắm đón Giáng sinh nhá, ra đây chơi nhá, đi nhá. Không nhá, bây giờ mình đi mua cây thông đi, đi mua nhá. Đây đi mua nhá. Nhá, đi mua nhá. Cho Bibi đi trải nghiệm cuộc sống thực tế ở các quán hàng bán đồ Noel. Hy vọng Bibi sẽ thích một số đồ Noel được bày bán ngoài.
tốt chứ. Nhỏ hơn cái nhà thì cái cây chứ. Nhỏ mà cái cây chắc. Nhỏ đấy. Nhỏ đấy. Nhỏ. Ba lửa chứ. Hello hello anh. Hôm nay hai bố con nó mua được rất nhiều quà và rất nhiều đồ để đón Giáng sinh.
BB thì rất là năng động. BB đi chọn được rất nhiều đồ. BB lâu lắm rồi mới được vào phố để được mua sắm ấy. Những món quà của các bạn gửi tặng BB thì Vũ sẽ cố gắng mua được hết để dành tặng riêng cho BB. Đây, hôm nay là mua được một cây thông rất là đẹp, mua được rất nhiều quà và đồ trang trí. Đấy, thời gian tới thì Vũ sẽ về trang trí cây thông Noel. Này là đi khá là xa, đi 30 km về 3 km nữa, hơi vất vả, BB cũng khá thấm mệt, đi thì rất sớm nhưng mà này về mặt trời cũng đã lặn rồi, trời cũng hơi âm u rồi, chậm chậm thôi. BB thích đi không? Đi thích không hả? Thích mua quà đúng không hả? Thích vào phố đúng không hả? Thích mua quà Noel nhá. Ok, tí nữa mẹ tới Bi mừng à, hả? Bi hạnh phúc à nhá. Rồi tí nữa mẹ tới. Ok nhá. Ok, sau 2 ngày vừa rồi thì mẹ nuôi Lan Anh là về thăm nhà có tí việc. Hôm nay mẹ nuôi Lan Anh vừa mới nhắn tin cho bố là tối nay mẹ nuôi Lan Anh sẽ tới. BB này vui mừng khi nghe tin là mẹ nuôi tới chăm sóc BB. Ý nhỉ? Hả? Nhà mừng nhỉ? Vui mừng nhỉ? Hả? Thấy chưa? Sao? Biết rồi. Hiểu rồi nhá. Ok. Cái thông Noel đã mua được rồi. Rồi. Rất nhiều quà Noel. Mình đã biết quà vào, mình vào nào nhìn lên không? Đây. đi xuống. Rất nhiều quà nhá, ông già Noel về nhà đâu rồi. Vào đi.